Anh Yuri, đi khỏi chỗ này sẽ tốt hơn cho cô đấy. Những gì xảy ra với đôi mắt của Chun-su là do lỗi của cô. Cô ấy mất đi đôi mắt của mình là vì vụ tai nạn ô tô mà cô đã gây ra cho cô ấy cách đây 5 năm. Và bà cũng là cái đồng lõa che giấu điều đó. Không ai ở đây sẽ tin mày cả. Còn có tôi. Đã lâu không gặp Temera. Bố, sao ông lại ở đây? Tôi là bố của Yuri. Đi theo tôi. Và là chồng cũ của nữ diễn viên nổi tiếng này. Là một người bố, tôi không muốn phải nói điều này. Nhưng có những điều mà con người không thể chịu đựng được. Cách đây 5 năm, con đã đến và nói với ta rằng con đã đâm phải một người bằng ô tô và yêu cầu ta che giấu cái xác đó, phải không? Không phải là xác chết. Không, chỉ là Chun-su bị bất tỉnh thôi. Thế là đủ rồi. Dừng lại đi. Con phải nghe hết cả điều này nữa. Nó đã mang con đến chỗ khi người con đầy máu cầu xin ta giấu con đi. Nó nói rằng không muốn vào tù. Nó đã bỏ rơi con như vậy đấy. Và ta mới phát hiện ra sau đó là họ đã khiến mọi người tưởng con đã chết, trừ khi nó cố ý đâm vào con. Nếu không, nó đã không hành động như vậy, đúng không? Thực sự tôi đến đây không phải là để nói những lời này. Nhưng mọi người hãy nhìn Chun-su. Làm sao tôi có thể giữ im lặng chứ? Sau tất cả những gì họ đã đối xử với con bé, các người thật độc ác. Hai người thậm chí không còn là con người nữa. Nói dối, tất cả đều là dối trá. Mẹ, tôi ra, đồ điên, đi thôi. Các người nghĩ các người đang làm gì hả? Các người đang làm gì hả, đồ điên? Tôi sẽ phá hủy tất cả. Tôi sẽ giết các người.